Cuộc đời lắm lúc bất công, nên cộng Long không bao giờ nói thẳng. Sao không nói cho luôn đi? Sao ông ở nhà đi lặt mai gì? Chờ anh lặt mai đi nhổ lông gà anh Khải. Đâu, cái cây mai của tôi đặc biệt ở chỗ là tôi giật nó không có gãy cành. Đó, cây mai là cái mai mai kiển của tôi mà. Tính ra là đại gia đình mình cũng có nhiều người hỏi mua. Nghe bữa cái chú mà ở bên nước ngoài á, ông nói là bán cây mai này của họ cho ông 1 tỷ, mà ông kêu tôi chuyển qua bằng trực thăng. Cái tôi mới nói là đợi em mua trực thăng đi rồi em chuyển qua. Cái ông thôi tới giờ luôn á. Nghĩ sao anh mà đi bứt lá mai thuê kiểu này chắc chủ nhà ra gõ đầu anh Khải. Không, tới mùa Tết tôi cũng được việc này lắm á nha. Không đâu, bứt lá mai là người ta anh đi anh bứt kiểu này thì nó bay luôn cái nụ được còn cái gì nữa. Cái chuyện đó của người ta, còn mình bứt vậy biết chừng nào xong, chủ yếu mình bứt hết lá để mình lấy tiền, mà tự nhiên mình bứt vậy chừng nào mới xong được cây mai. Ông nghĩ cái này ông bứt được mấy ngày mới xong cây mai được cây một cây được nhiêu tiền? Cái này anh bứt tầm 3 ngày không? Chắc cỡ là 3 ngày không tới đâu, mình có 2 ngày á. 2 ngày. Gặp với cây nhà em bứt 1 tuần thì biết làm sao? Thì mình chấp nhận cây to thì bứt kiểu thời gian to thì phải chấp nhận thôi chứ giờ sao vậy? Em không bao giờ em bứt lá mai. Chặt luôn à? Không, có cái mẹo. Hết rất là hay. Mẹo gì? Ông phụ tôi đi chứ tự nhiên ông đứng ông nói làm cái gì? Đúng không? Anh bứt đi. À quên nữa, nãy ông nói cái gì bên cây mai nhà ông không cần thuốc lá đó. Nhà em không cần thuốc lá, có cái mẹo rất là hay. Mày chị đi, chị đi, tôi 2 cây lận. 2 cây được hả? Rồi ok, khỏe chanh nè. Anh chờ em xíu đi. Rồi ok. Em về nhà em lấy cái mẹo em qua. Kèo tới anh Khải ơi, tao kêu đừng nhặt nữa mà, kêu cho nó cực thân nắng vô nhà nghỉ đi. Ông nói chứ ông có làm gì đâu mà. Vô nhà nghỉ đi. Cái gì vậy? Em ngồi em nói một hồi lá mai rụng luôn á. Đúng, mà dễ ngủ nói đi giùm tôi cái đi. Rồi ok, đây nè. Thời buổi này ít ai nhặt lá mai lắm. Người ta có hút hết rồi, đây nè. Mọi người sắp Tết đến nơi rồi. Mọi người chụp lại nha. Phân bón lá đạm vi lượng RB gì đó, mọi người chụp hình lại ra tiệm thuốc sâu mọi người mua. Rụng lá đồng loạt. Đúng rồi, anh quay đây, người đây có hướng dẫn nè. À nè, mọi người đọc có hướng dẫn rất là chi tiết. Từ 2 đến 3 ngày lá mai sẽ rụng già. Rụng lá già từ 2 đến 5 ngày rụng hết sạch lá. Nhớ nha. Nè em nói nè, trước khi anh phun lên á là anh ngưng tưới, anh đừng có tưới, giống nhớ là phải là lá già như thế này mới được nha, mấy lá non là không được đâu. Đúng rồi đó, đang thay là quên đang ra bông rồi sao mà ra lá được. Rồi, gói này là gói 200g, anh pha từ 14 đến 16 lít nước. Phun đều đẫm ướt hai mặt lá, phun lúc trời nắng gắt và nóng nha. Tùy vào nụ lớn hay nhỏ mà thời điểm phun khác nhau. Rồi ok, như vậy đó. Vậy là phun chuẩn bị quất đi anh. Rồi phun khi cây khỏe nó mạnh đúng không? Ừ, lá già, cây đã thay lá thân là thường ngày 9 năm lịch. Ủa nay ngày mười mấy năm lịch rồi. Anh trẻ rồi đó, phun đi, giờ bứt lá chừng nào mới có hoa. Vậy để tôi lấy bình nha. Đúng rồi, làm đi. Đó, đây là cách rất hay nha. Cái này nó cũng lợi cho cây mai chứ không có hại gì cho cây mai đâu mọi người. Nếu mà hại cho cây mai, cái công ty này phá sản lâu rồi. Ok nha mọi người, để anh em tôi chuẩn bị test thử cho mọi người coi nha. Cái này nó rất hiệu quả, tiết kiệm được công suất của mọi người, đâu phải bứt lá nha. Xịt lên tầm 3 đến 4 ngày lá sẽ rụng sạch lá nha. Từ 2 đến 5 ngày lá sẽ rụng hết nha. Ở trong okay. Đây nó cũng có hướng dẫn là mọi người yên tâm. Để pha miếng nước vô đây nha. Cái này nó bên này mình là 8 lít đúng không? Mình pha cho 10 lít đi. Pha cho 10 lít thì mình tầm nửa bọc đi, nửa bọc gì đó đây. Hơn nửa bọc đi. Hơn nửa bọc. Để ra nè. Ok. Đây là người pha vô. Hơn nửa bọc ha. Đổ vô nó cũng dạng là phân á. Rồi ok. Rồi, anh trộn lắp quay lên quay cho tan nè. Cái này nó là phân bón lá mà. Đúng không? Đổ vào đó. Rồi, mọi người đổ vô cái bình. Rồi, ta chuẩn bị đi xịt và giật quá, không cần phải nhặt lá chi cho nó cực thân. Cứ xịt lên tầm 2-5 ngày là rụng hết. What? Nhớ lưu ý nè anh Khải. Cái gì nữa? Anh xịt lá mai là chỉ lá mai thôi, anh né những cái lá xung quanh đi. Nếu mà mấy lá xung quanh anh xịt dính vô là mấy lá kia cũng sẽ ố vàng theo luôn. Như gió vậy sao ta, như rau vậy sao? Thì nó sẽ rau quanh sẽ bị ố vàng luôn. Cho nên anh xịt anh phải chú ý cái điểm này. Tránh
vướng vào những cái cây lá xung quanh. Đó, xịt là xịt. Thì anh xịt hướng này qua nè. Rồi, xịt là xịt ướt đẫm đều cả hai mặt lá luôn. Nghĩa là như mình như mưa đúng không? Đúng rồi, xịt như mưa luôn. Đó, cứ xịt như vậy thôi. Qua ngày mai là mọi người sẽ thấy lá bắt đầu vàng dần. Nhớ là xịt vào lúc trưa nắng gắt đàng hoàng nha. Nắng gắt đúng không? Ừ, cái canh trời nắng ra xịt. Xịt là xịt một lần thôi chứ không xịt lần thứ hai nha. Từ đây đến qua Tết năm sau anh xịt lại. Nghĩa là dụ như mà nó có sót lại thì tự lặt chứ không được lặt xịt lần nữa đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, lúc nào cũng có sai sót. Nhưng mà cái sai sót đó thì mọi người đi lấy tay mà lật, chứ đừng có xịt lại lần hai. Chia sẻ vậy thôi, cái này cách này nó đơn giản lắm. Để mai mốt mình làm clip gì đó mình quay thử đây. Đúng rồi, ok. Đây là cách của em hướng dẫn mọi người rụng lá mai đơn giản nha, không cần phải lật nha. Hẹn lại tất cả clip sau. Nhớ xịt đều nha anh Khải, em đi về á. Rồi, về đi, để tôi xịt.